Bộ Lego Brick có ngăn để cất quỷ đen. Bộ này cứ phải gọi là siêu to khổng lồ, vẫn được làm bằng các chất liệu nhựa không rỉ. Một điều đặc biệt ở bộ này là các miếng Lego có các chiếu cài ở xung quanh, thành ra tốc độ lắp của mình bị giảm đi một chút. Nhiều lúc hai miếng lắp với nhau là không khớp ý, nhưng mà vì tương lai có một ngăn bí mật để cất đồ nên mình càng có thêm động lực để lắp, và động lực đấy mình để truyền cho thằng em mình. Từ bây giờ em mình sẽ lắp nốt phần còn lại. Bộ này anh em mình lắp hết khoảng 30 ngày. À nhầm, 3 ngày đấy. Bây giờ lắp nốt cái đầu là xong. À còn ngăn chứa bí mật nữa. Nhìn chung em này nhìn cũng to, cũng đẹp, hút được các bạn à.